Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tọa lạc số 4 Bít Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1970, thuộc giáo hạt Gia Định, tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm lấy Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội làm lễ bổn mạng. Ngày kính 8 tháng 12, có khoảng 2.167 giáo dân. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã bước chạm vào năm 2022 rồi. Khoảnh khắc giao thừa lần này có làm các bạn lưu luyến không? Tôi nhận ra hầu như tất cả các mục tiêu của tôi đặt ra trong năm 2021 chưa được hoàn thành do Covid ghé thăm thành phố của tôi. Một chút tiếc nuối lan tỏa. Nhưng cảm giác này nhanh chóng qua đi. Tôi ngạc nhiên, tôi thấy bản thân mình có thay đổi lạ so với trước đây. Thông thường, tôi đối diện với sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mình là sự buồn bực và rây rứt. Hai tính từ miêu tả chuẩn xác nhất tâm trạng của tôi khi ấy là sự tự dày vò bản thân mình trong một thời gian dài. Tôi quan sát bản thân, hầu như khi có một điều gì đó bất lợi xảy ra, tôi luôn đào sâu vào sự việc rồi nói, phải chi. Sau một thời gian dài, tôi tìm ra được bài học cho bản thân từ sự kiện ấy. Nếu dừng lại ở đây, các bạn sẽ phán rằng điều đó tốt quá rồi còn gì. Nhưng đối với tôi, hành động đó chưa tốt, vì tôi phát hiện mình lãng phí quá nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Tôi nhìn thấy một đặc điểm tốt, quý báu của người Nhật và người Hàn nơi làm việc. Họ không ngừng tìm các giải pháp tốt hơn hiện tại cho công việc của họ. Mặc dù chúng ta nhìn vào công việc hiện tại của họ đang làm, luôn thấy nó tốt lắm rồi. Thấy hay, tôi học hỏi, nhưng tôi chưa biết cách thay đổi như thế nào để rút ngắn thời gian thoát khỏi tâm trạng buồn của mình. Tôi đã tìm kiếm điều ấy mọi nơi khá lâu. Và rồi, tôi có một cơ duyên nghe được câu chuyện cây bút của thầy. Nó như cục tẩy xóa bay với chấm đen trong tâm trí tôi. Khi hiểu rõ câu chuyện cây bút, tôi thấy mình thay đổi, luôn suy nghĩ đến điều tích cực và nhanh chóng tìm ra phương pháp khắc phục những việc chưa tốt. Các bạn đã xem câu chuyện cây bút của tôi chia sẻ ở clip trước chưa? Nếu chưa, các bạn nhớ xem nhé. Mọi thứ đến từ mình. Mong rằng câu chuyện cây bút được các bạn mở lòng đón nhận và lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Khi có sự bình an, chúng ta có được nhiều năng lượng để phát ra các tần số rung cao của mình cho môi trường cũng như trái đất. Tần số rung cao giúp ích rất nhiều cho con người. Bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn, các bệnh tật sẽ giảm bớt và khỏi hẳn. Nếu vẫn còn, thì chúng không ảnh hưởng tới bạn nữa. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Bạn sẽ trở nên vị tha, yêu thương mọi người, luôn sống trong tâm trạng tích cực. Bạn trở nên hiểu biết hơn. Bạn hiểu ra mọi điều trong đời này đều có ý nghĩa. Bạn mở lòng để học hỏi và trải nghiệm. Bạn khai mở năng lực tâm linh dễ dàng hơn. Những năng lực tâm linh bạn đã mang xuống trái đất này để thực hiện sứ mệnh sẽ tự động được kích hoạt và khai mở. Hoặc bạn sẽ gặp được các vị thầy đến giúp đỡ cho bạn. Bạn kết nối với chính mình và với tất cả các thực thể khác tốt hơn. Bạn cảm nhận được sự dẫn dắt của linh hồn, vị thầy tâm linh của bạn. Bạn nhận biết rõ mối liên hệ của bạn với tất cả vạn vật trong vũ trụ.
bạn hút về mình những con người thật thể tích cực, họ lại tương tác giúp cho bạn tích cực hơn. Bạn khai sáng, chữa lành cho người khác được hiệu quả hơn. Mọi người đến với bạn sẽ cảm nhận được sự an lành. Họ sẽ lắng nghe bạn và sẽ có biến chuyển tích cực sau khi kết nối với bạn. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích, vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.